rất nguy hiểm. Way đó là Idrissa Quê. Trong rất ít những pha dứt điểm từ xa thì Everton lại thành công với một cú đá treo góc. Idrissa Quê trước đó đã có những động tác giả, nhưng ở tình huống này thì không. Một cú vung chân, bóng đi quá hiểm hóc. Doucouré, Sousa, một lần nữa thì những pha dứt điểm từ xa đã mang về bàn thắng cho Everton. Hiệp đấu đầu tiên là cột dọc ở phía bên phải và hiệp đấu thứ hai là cột dọc ở phía bên trái, tất cả đều dẫn tới bàn thắng cho đội chủ nhà. Khoảng cách vào lúc này không còn là một bàn nữa mà đó là hai. Những pha phối hợp khá nhịp nhàng. Andersen đánh đầu vào, hãy cùng xem lại một tình huống mà EJ Olis đã tham gia vào pha bóng và tạo nên những tình huống phối hợp khá nhịp nhàng. Olis không hề việt vị khi thoát xuống đón đường truyền của Andersen và đánh đầu. Zuma và West Ham đã mất bóng. Olis, Mateta dứt điểm, không vào, vẫn còn, vào. Bàn thắng quá. Không có lỗi việt vị của Mateta trong tình huống thoát xuống. Cầu thủ này cũng đã rất nỗ lực để tung ra một cú đá treo góc. Và khi mà trái bóng bật ra từ tình huống cản phá của Fabianski thì đó đã trở thành một cơ hội tuyệt vời để Eze có thể tung người móc bóng. Mitchell, Win Hughes rất khó chịu và bàn thắng thứ ba đến với Crystal Palace. Emerson Palmieri là người lúng túng trong pha bóng này và anh đã phản lưới nhà. Sự trở lại có thể nói là đầy cay đắng, đầy nghiệt ngã với Emerson Palmieri. Olis rất nguy hiểm và bàn thắng thứ tư. Điều gì đang xảy ra trên sân Selhurst Park vào thời điểm này đây? Và những sai lầm vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tình huống triển khai tấn công của West Ham United. Những ngôi sao của họ liên tục để mất bóng. Nhiệm vụ của Mateta trong tình huống này là rất đơn giản khi mà khung thành đã rộng mở. Pha tạt bóng sớm của Sufan, cơ hội rất nguy hiểm và đã có bàn rút ngắn cách biệt cho West Ham. Bởi cách biệt vẫn đang là 3 bàn, nhưng ít nhất thì cũng sẽ có những niềm hy vọng được lóe lên với West Ham United. Một tình huống phối hợp rất đơn giản nhưng chính xác. Eze đã qua người, vẫn là Eze. Đường truyền rất hay, Mateta. Bàn thắng thứ 5, bàn thắng thứ 5 dành cho Crystal Palace. Eze đã vượt mặt Woodbounce. Eze đã nhảy múa trước Ben Johnson và Kachuma trước khi sâu kim cầu thủ người Pháp và kiến tạo cho Mateta. Tất cả đã sững lại trong tình huống chuyền bóng. Trong một buổi trả lời phỏng vấn trước khi trận đấu với West Ham diễn ra, một tình huống sai lầm rất khó hiểu của Dean Henderson. Dù tất nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của trận đấu này. Đường truyền về cũng là hơi khó. Chính xác đó là một đường truyền có phần hơi bổng của Tarik Mitchell, nhưng điều quan trọng hơn cả là Dean Henderson quá ẩu. Emi Martinez cùng với Solanke. Dominic Solanke vào!
Dominic Solanke đã dứt điểm mạnh. Bóng đi vào góc cao ở phía tay phải của Emin Martinez. Bây giờ bóng thuộc về Aston Villa. Đường chuyền tốt của Leon Bailey. Rogers. Rogers. Quá hay. Và mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Sự bùng nổ, sự cuồng nhiệt là những điều mà cổ động viên của Aston Villa đang tạo ra ở trên khán đài. Rogers đã có một pha xử lý quá mềm mại. Trước đó cũng phải dành những lời khen cho Leon Bailey với tình huống chuyền bóng bằng má ngoài điều nghệ, mở ra khoảng trống mênh mông cho Rogers. Không phải là một tình huống dứt điểm ngay bằng cái chân trái. Cơ hội cho Aston Villa, Oli Watkins. Oli Watkins chuyền bóng vào. Hai bàn cho Aston Villa. Diaby. Diaby đã điên tất mình lên bảng tỷ số sau pha dọn cố của Oli Watkins. Oli Watkins vượt qua được Sabani. Diaby. Oli Watkins. Goal! 3-1 cho Aston Villa. Cúp kiến tạo của Oli Watkins. Chiến thắng được đảm bảo hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery. Alexander Arnold. Một không cho câu lạc bộ Liverpool. Tuyệt phẩm đá phạt của Trent Alexander-Arnold. Robinson, Rodrigo Muniz, Iwobi, Iwobi đánh đầu, sút rồi, vào! Timothy Castagne và tỷ số là 1-0. Liên tiếp là những khoảnh khắc mất tập trung của hệ thống phòng ngự Liverpool. Từ pha sai lầm của Gravenbeck cho đến những tình huống vừa rồi, Rigapo lại chưa đủ tốt. Tiếp tục là Elliot. Dứt điểm. Liverpool đang cần những khoảnh khắc xuất thần, những khoảnh khắc xuất sắc trong trận đấu này, và đó là Gravenbeck. Gần như là toàn bộ quãng thời gian trước đó, Gravenbeck là cầu thủ thi đấu tệ nhất. Diogo Jota đối đầu với Basi. Diogo Jota. Lợi thế đã được củng cố cho Liverpool. Một là một tỷ số mang đến rất nhiều sự an toàn cho Liverpool trước Fulham. Lần này đã có nhịp phối hợp giữa Kobe Gakpo và Diogo Jota.